Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, dẫn lời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói như than, như khóc rằng trong đội ngũ hiện nay cán bộ có biểu hiện xấu còn nhiều, không để lọt vào trung ương cán bộ giàu nhanh nhiều nhà nhiều đất. Vào những lúc mở lòng khi trà dư tử hậu, ta có thể nghe thấy những chuyện cụ thể về giá để chạy một chức vụ hiện nay, cách đưa tiền và những tín hiệu là đủ hay chưa. Nhiều nơi còn đặt ra nhiều nấc thang phụ cho một chức vụ. Bước 1 là chạy lên được phó phụ trách, bước 2 là quyền trưởng, rồi bước 3 là lên được trưởng. Có nơi còn gọi thầm thủ trưởng là thợ đóng ghế bậc cao. Nghe thật đau lòng. Trích bài chọn những người đứng đầu báo VN Express ngày 4 tháng 6 năm 2020. Sau đó, ông Võ nêu bằng chứng đảng chỉ biết đánh võ mồm mà vẫn còn cái thói dơ cao đánh khẽ những phần tử tham nhũng to đầu. Ông nêu bằng chứng suốt từ năm 2014 đến 2017, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái đã xây dựng một biệt phủ rất lớn, không thực hiện đúng quy định kê khai minh bạch tài sản và thu nhập cá nhân. Vị này sau đó chỉ bị giáng chức, nộp phạt 500 triệu Việt Nam đồng và cho tồn tại mọi loại tài sản không thể giải trình được đầy đủ nguồn gốc. Tuy nhiên, ông Trọng sau 9 năm cầm quyền từ năm 2011 đến nay đã không biết làm cách nào để không cho lọt vào trung ương những kẻ tham nhũng hay tập đoàn ăn của dân không từ cái gì, tuyên bố của bà Nguyễn Thị Kim Doan khi còn là Phó Chủ tịch nước ngày 11 tháng 9 năm 2013. Trước khi bàn thêm, hãy nhìn vào bức tranh tham nhũng và bè cánh trong đảng cầm quyền đang ăn hại trong cuồng máy nhà nước như thế nào qua quan sát của giáo sư Võ. Ông viết, nhìn vào thực tế về cán bộ và điều hành đang diễn ra từ cấp cơ sở đến cấp trung ương vào một cơ quan, nhìn thấy những người anh em, chú cháu họ Mạc, đồng hương, đồng liêu của người đứng đầu và vợ người đứng đầu thì thấy công tác cán bộ ở đây ra sao. Vào những lúc mở lòng khi trà dư tửu hậu, ta có thể nghe thấy được những chuyện cụ thể về giá cả để chạy chức chạy quyền. Vậy chẳng lẽ ông Trọng không hay biết gì? Hơn nữa, ông Trọng còn là trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 1 tháng 2 năm 2013 đến nay. Mà để xảy ra như thế thì ông có tâm tư không? Hay ông biết mà không làm gì được? Nhìn sâu hơn vào cách cơ cấu nhân sự lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường là lĩnh vực chuyên môn của mình, giáo sư nguyên Thứ trưởng Đặng Hùng Võ nêu ra những khuất tất. Tôi cũng mới đọc thông báo số 372 trên TTBNV của Thanh tra Bộ Nội vụ và kết luận thanh tra việc tuyển dụng, quản lý và bổ nhiệm công chức, viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Rồi tôi thấy buồn vì có tới 58 trường hợp thiếu bằng lý luận chính trị, 4 trường hợp thiếu chứng chỉ ngạch chuyên viên chính, 36 trường hợp chưa có chứng chỉ bồi dưỡng năng lực lãnh đạo nhưng vẫn được bổ nhiệm. Pháp luật đã quy định cụ thể về tiêu chuẩn cán bộ nhưng họ vẫn được bổ nhiệm dù không đạt. Tôi hỏi lại về các trường hợp trên, người ta cho biết họ vẫn được cho tồn tại, chưa xử lý. Với những việc làm chà đạp lên pháp luật và quy chế bổ nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường như thế, ban đã quyết định từ ngày 9 tháng 8 năm 2019 với những hạn chế nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện về sử dụng và quản lý công chức viên chức để kịp thời bổ sung, thay thế cho phù hợp quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và phù hợp với tinh thần thực tiễn của ngành. Chỉ đạo thực hiện đúng đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị, tuyển dụng công chức viên chức, bổ nhiệm công chức viên chức lãnh đạo quản lý và số lượng cấp phó, đảm bảo thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng chỉ tiêu kế hoạch và quy định của pháp luật. Đối với các đơn vị chưa tự chủ hoàn thành, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường thực hiện số lượng người làm việc theo đúng chỉ tiêu được cơ quan có thẩm quyền giao, chỉ đạo các đơn vị rà soát chấm dứt số
lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ vượt so với số lượng cơ quan có thẩm quyền giao đến năm 2020 không sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp chưa được giao tự chủ hoàn toàn. Lạ chưa, chuyện tham nhũng quyền lực của Bộ Tài nguyên Môi trường đến nay sau gần một năm bị phanh phui mà hai ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc vẫn để nguyên cho số cán bộ này tồn tại thì có phải họ chỉ chống nạn bè phái bằng mồm hay không? Lan man qua chuyện không để lọt vào Trung ương khóa 13 đại hội năm 2021, những kẻ mà ông Nguyễn Phú Trọng gọi là cán bộ giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, ông Đặng Hùng Võ hiến kế, công khai tài sản của cán bộ và những người thân kèm theo giải trình nguồn gốc là việc có thể làm trước nhất. Tài sản gồm tiền vàng, ngoại tệ, nhà đất, xe cộ đều là những thứ định lượng được. Phần tài sản không giải trình được nguồn gốc chắc chắn là bất hợp pháp và phải xử lý công khai toàn bộ với dân. Ông Đặng Hùng Võ đề nghị tiếp, Trung ương có thể khảo sát tín nhiệm những vị lãnh đạo cần thiết theo ý kiến của đại biểu Quốc hội, của một số các tổ chức xã hội, một số chuyên gia và người dân. Đánh giá cán bộ chất lượng công việc và cán bộ không thể thiếu những ý kiến khách quan từ dân, ít nhất là những người có thông tin. Nhưng liệu có thể tin đại biểu Quốc hội trong công tác nhân sự vào Trung ương hay không? Hỏi như vậy là vì chưa thấy đại biểu Quốc hội nào dám đứng ra tố cáo tham nhũng hay đi điều tra những kẻ đã ăn của dân không từ cái gì. Theo dõi hoạt động của Quốc hội thì thấy đa số đại biểu có trình độ sinh hoạt nghị trường và có khả năng nêu vấn đề chất vấn hoặc đòi điều tra minh bạch, quốc nạn tham nhũng, lãng phí chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên nhiều đại biểu lại có mẫu số chung là trốn họp, thích đi ra nước ngoài du lịch và mua đồ ngoại nhưng dưới vỏ bọc đi nghiên cứu. Bằng chứng như bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã từng than phiền rằng bên cạnh tồn tại triền miên qua nhiều kỳ họp là hồ sơ, tài liệu của chính phủ gửi sang Quốc hội chậm thì kỳ họp thứ 7 ngày 10 tháng 5 đến 13 tháng 6 năm 2019 là kỳ họp đại biểu vắng nhiều nhất trong tất cả các kỳ đại hội quốc họp. Bà nói mỗi ngày đều vắng không dưới 30 người, có ngày vắng dưới 100 người. Có đoàn có hôm vắng 50% như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, có đoàn 7 đại biểu thì vắng 4, 6 đại biểu thì vắng 3. Bà Ngân cho biết rằng nguyên nhân chính là các đại biểu đi công tác nước ngoài trong thời gian diễn ra kỳ họp quá nhiều, theo báo Thanh Niên ngày 17 tháng 7 năm 2019. Ăn lương của dân để làm đại biểu cho dân ở Quốc hội mà hành động phản dân như thế thì xấu xa nào hơn. Do đó, việc dựa vào ý kiến của đại biểu Quốc hội để chọn lãnh đạo cần thiết, theo ý kiến của giáo sư Võ cũng cần phải nghĩ lại cho chín để tránh hậu họa. Trở lại với bài viết của Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường thì ông đã kết luận dè dặt rằng đánh giá con người theo định lượng là cách khoa học và hiệu quả nhất để có cán bộ đủ năng lực điều khiển nhà nước tại mọi vị trí. Việt Nam sẽ trở nên thịnh vượng nếu không thất bại trong khâu chọn cán bộ. Chữ nếu của giáo sư Đặng Hùng Võ không viển vông mà là một thách thức trong thực tế đời sống chính trị, nói nhiều làm ít, kinh điển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì rằng chuyện gọi là kê khai tài sản của cán bộ đảng viên quân đội, công an, nhất là những người có chức, có quyền đã thực hiện ở Việt Nam từ lâu, nhưng có bao nhiêu tài sản do tham nhũng mà có đã được tìm thấy hay đã được công khai cho dân biết, dù đảng vẫn oang oang tuyên truyền khẩu hiệu dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Lý do vì khai xong, tờ khai chỉ được phổ biến trong nội bộ, niêm yết tại cơ quan, tại doanh nghiệp nơi người khai làm việc. Nhân dân, nhất là địa phương người khai, không được phép dòm vào vì thủ trưởng của người khai đã cất vào tủ, khóa lại. Vậy mà ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng vẫn phán phải loại không những kẻ chạy chức, chạy quyền, mà còn không để lọt vào Trung ương Bộ Chính trị những kẻ kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không khai rõ, giải trình được rõ được nguồn gốc, bản thân hoặc vợ chồng con cái có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức vụ để thu lợi bất chính. Trích bài một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 phổ biến ngày 26 tháng 4 năm 2020.
Nhưng ai tổ chức nào trong Đảng Cộng sản Việt Nam biết cán bộ đảng viên tham nhũng mà không dám nói ra, hay vì anh chị nào cũng dính mép nên phải đánh bài ngậm miệng, mũ ni chai tay cho yên ổn cả làng. Bằng chứng sinh động đảng từ cấp chi bộ đến tận trung ương đâu đâu cũng đầy hồ sơ khai báo lý lịch cá nhân, họ hàng hang hốc của mỗi đảng viên. Thậm chí cái kim cũng khó lọt qua lời khai, nhưng khối lượng tài sản giấu kín và những ngôi biệt thự bạc tỷ, xe hơi bạc triệu thì lại không bao giờ thấy. Lý do những cơ ngơi này toàn do người khác đứng tên, khó mà tìm ra được chủ nhân thật. Nguyên Tổng Bí thư Đảng khóa 8 Lê Khả Phiêu đã từng nói tài sản tham nhũng đã được phân tán cho người khác đứng tên nên rất khó giải quyết. Vì vậy bây giờ trong làng báo nhà nước đã có máy móc có bài khuyến cáo cần có yếu tố nhân dân, phải hỏi ý kiến dân, lắng nghe tiếng nói của nhân dân và hãy xin dân để tìm ra cán bộ tốt, những người xứng đáng ngồi vào Trung ương khóa 13 sắp tới. Dưới tiêu đề cán bộ có bao nhiêu nhà xe dân biết cả, phải có cơ chế để dân nói ra. Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV nói ông Dương Quang Phái, nguyên vụ trưởng Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng cần tin dân, dựa vào dân để lựa chọn cán bộ. Ông nói, nhiều ý kiến chia sẻ là những người giàu nhanh, nhiều xe sang, nhiều nhà đất thì không đưa vào Trung ương. Theo tôi ý kiến đó là đúng, nhưng làm sao để quất kết luận được họ? Đây là vấn đề rất khó, cho nên để giải quyết được vấn đề này thì vai trò của cấp ủy quản lý đảng viên rất quan trọng. Nhưng quan trọng nhất phải dựa vào nhân dân, cán bộ có bao nhiêu nhà, bao nhiêu xe, dân biết cả, nhưng phải có cơ chế để cho người dân nói ra. Bài học để lọt cán bộ suy thoái từ nhiệm kỳ 12 cho thấy công tác cán bộ đòi hỏi hết sức thận trọng. Trong đó có vai trò quan trọng của công tác tổ chức trong lựa chọn cán bộ, đặc biệt cần tin dân, dựa vào dân để lựa chọn cán bộ đủ đức đủ tài, theo VOV tiếng Việt ngày 15 tháng 5 năm 2020. Nhưng tại sao lại phải sắp xếp hay tổ chức lấy ý kiến của dân về chọn lựa cán bộ lãnh đạo, hay còn được gọi mỹ miều là cấp chiến lược? Lý do vì lâu Đảng Cộng sản Việt Nam đã quen thói quy chụp những ý kiến trái chiều với lãnh đạo nên người dân không muốn tham gia thật lòng với các cuộc lấy ý kiến của nhân dân, của Đảng. Hơn nữa, ai cũng biết phần lớn chuyện Đảng giả vờ lấy ý kiến của nhân dân chỉ diễn ra sau khi cấp trên hay Trung ương đã quyết rồi, nên người dân trong trường hợp này chỉ đóng vai trò bung sung, bị Đảng sử dụng để trang điểm, làm các vai diễn cho Đảng mà thôi. Vì vậy, giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ Phó Thường trực Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội 13 mới nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đã đạt được cũng cần thẳng thắn nhìn nhận trong thực tế, có lúc có nơi việc lấy ý kiến còn sơ sài, hình thức, quy mô, đối tượng lấy ý kiến còn hẹp. Từ những bài học kinh nghiệm đã làm được và chưa làm được từ nhiệm kỳ trước, lần này Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh việc mở rộng diện lấy ý kiến của nhân dân trong quá trình giám sát xây dựng Đảng nói chung và xây dựng cán bộ nhà nước nói riêng, đặc biệt trong dự thảo văn kiện nhấn mạnh việc phải có cơ chế tạo điều kiện cho nhân dân thật sự tham gia vào quá trình xây dựng, giám sát đội ngũ cán bộ của Đảng. Ông Phú nói tiếp, muốn chọn được người có đức có tài, vào bộ máy chính trị, không gì tốt hơn bằng việc lắng nghe ý kiến của nhân dân. Bởi vì cán bộ ở trong lòng dân nên cái gì người dân cũng biết, vấn đề là phải tổ chức thế nào để lấy được ý kiến thật sự của họ. Dân thông qua mọi mối quan hệ nên họ biết hết. Người dân biết cán bộ nào tham nhũng, cán bộ nào bao nhiêu đất, bao nhiêu nhà, biết lắng nghe dân sẽ kể cho mà nghe. Tất nhiên, không phải là tất cả ý kiến đều chính xác, nhưng cơ bản là nếu chúng ta biết lắng nghe, biết phân tích thì sẽ hiểu cán bộ đầy đủ hơn. Trích VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày 30 tháng 5 năm 2020. Rất đúng là dân biết hết. Cả chuyện ông quan nào có bồ nhí cũng không lọt qua được mắt dân. Ông nào có vợ lẽ, con riêng, dân đều biết hết. Nhưng với lề lối làm việc, anh có ăn thì em cũng được nhờ, hay trong cơ chế, còn đảng còn mình, mà bảo dân hãy can đảm đứng lên phất cờ khởi nghĩa, tố cáo những cán bộ đảng viên tham nhũng. Đúng, đảng thì rất khó. Lý do mà đảng không bảo vệ được miếng cơm manh áo và mạng sống cho dân,
trong khi kẻ tham nhũng ở sát bên dân lại có hàng loạt quân xanh, quân đỏ và côn đồ và có rất nhiều tiền bạc. Kể cả các phe phái trong đảng bảo vệ thì có cho ăn vàng cũng không ai dám hé răng. Hơn nữa, ông bà ta bảo chờ được vạ thì má đã sưng, nên dân ta phải để mặc thay cho đảng tự đối phó. Người dân đã từng bị công an và công an giả dạng côn đồ đàn áp dã man khi họ biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông và đàn áp ngư dân thì cán bộ đã nhiều lần bảo họ hãy về nhà đi, mọi chuyện đã có đảng lo. Do đó, chỉ khi nào người dân được quyền trực tiếp chọn lãnh đạo qua bầu cử tự do, công bằng và dân chủ thì khi ấy những kẻ bất tài có thành tích xấu hay chỉ biết thu vén cho đầy túi tham, lợi ích nhóm hay làm tay sai cho ngoại bang mới bị loại khỏi đội ngũ cầm quyền. Ngược lại, nếu vẫn tiếp tục chọn người theo thông lệ đảng cử dân bầu hay đảng chọn cán bộ bỏ phiếu thì hàng trăm năm nhân dân Việt Nam vẫn chưa tìm thấy ánh sáng ở cuối con đường hầm. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.